có một anh sâu ở ngoài vô kiếm chuyện ở trong đây, anh trong lòng rất là sung. Hót nãy giờ này chỉ cần giác cá bảy đẻ là dính nè, mà bữa nay là đang trong mùa sinh sản của nó cho nên là không có đem ra được, cứ để cho nó sinh sản xong rồi đó. Thì giác chưa, anh trong lòng cũng đâu có vừa đâu, đứng tóc 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 lại kìa. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng sắp đít vô đứng đó kiếm chuyện mà nhảy vô đá với người ta rất là dễ thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu thấy hay thì hãy like, subscribe, share, comment ở dưới cho biết ý kiến. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video clip kế tiếp ha. Bye bye.